chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ru dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bon trong đàn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế, anh yêu em Diêm Điền rừng Phi Lao gió hát, anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu, anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắt câu đưa em về đồng con. Mời thầy mẹ sang chơi để em thua, để anh thua, cho em về quê mình cùng trồng lúa, cùng trồng đay, cùng dệt cối, cùng đan mây. Tay anh chùa vàng, tay em chạm bằng, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta. Chiều nắng ấm khúc hát quê hương ru dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất. À vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay em tiếp tục giới thiệu tới các bác một cặp loa dàn chung của hãng Sony. Nó có cái tên mã là SSD1. Qua cái đoạn test ngắn vừa rồi, chắc hẳn là các bác đã cảm nhận được một cái thứ trung âm hết sức là ngọt ngào ở trên cái cặp Sony SSD1 này. Các bác thông cảm, trong cái quá trình em test thì em phải tắt quạt để giảm tiếng ồn, nhưng mà bây giờ đây thì em bắt buộc phải bật bởi vì nóng lắm không chịu được đâu ạ. Cái cặp này thì em cũng chẳng rõ là nó đã ở trong shop em từ bao giờ, cũng khá lâu rồi. Như đã có lần mà em nói vui với một bác khách là như thế này, kể cả dịch dã nó đến ý, em chẳng cần nhập hàng, mà cứ mỗi ngày em bán một món như thế này thì cũng đủ hàng để bán đến tận Tết âm lịch. Chắc chắn là như vậy. Cặp này thì em cho rằng nó phải tồn được vào khoảng ít nhất là một năm rồi. Đây là một cái sản phẩm đặc trưng của những cái năm cuối của thập niên 80 thế kỷ trước. Tức là nó sản xuất vào khoảng những năm 87, 88 hoặc là 89 gì đó. Nó đi theo một cái bộ dàn chung của Sony. Khi các bác mới nhìn vào cái cặp loa này thì có cảm giác như là cái bát nó hình vuông. Nhưng không phải đâu ạ. Thực chất thì nó vẫn là cái bát hình tròn thông thường thôi. Nhưng mà nhà sản xuất người ta đã dán ra phía trước một cái tấm mút rất mỏng để cho cái người dùng, một cái tấm mút các bác nhé, dán ra phía trước, tấm mút màu đen để cho người dùng có cái cảm giác đây là loa bát vuông. Nhưng kỳ thực ra thì nó vẫn là bát màng giấy hình tròn thông thường với đường kính là 14 cm, màng giấy gần mút và một cái check bên trên thì
nó có một cái tạo hình gợi cho chúng ta nhớ đến những cái check kèn, nhưng cũng không phải đâu ạ. Nó cũng vẫn là một cái check giấy thông thường với cái đường kính màng tầm 6 cm. Ê căng phía trước không tháo ra được, mà muốn tháo thì chắc phải nách dao dựa vào cậy ra. Trước đây thì cái miếng mút ở phía trước của lo bát này để tạo hình cho cái bát giống như hình vuông ấy, thì nó bị qua năm tháng nó bị mòn ra, và em đã phải dùng dao nạy cái tấm lưới này ra để làm sạch cái phần mặt phía trước ở cái tấm mút nó mòn ra đấy ạ. Do vậy là bây giờ các bác nhìn thấy ở phía trước mặt của lo bát nó có một cái dấu cộng. Thực ra thì đó chính là một cái khung nhựa để người ta dán cái tấm mút lên. Cặp này khá là khỏe, không hề yếu chút nào, và chắc chắn là nó có hình dáng đồ sộ hơn một cái cặp loa mini rất nhiều, bởi vì đây là loa dàn chung. Loa dàn chung đời cổ với cái chiều cao thùng lên đến 36 cm. Một cái cấu hình khá là cơ bản và đặc trưng của những cặp loa thập niên 80, cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Trung âm tốt, giải cao khá là ngọt, và loa khá khỏe. Nó sẽ rất phù hợp để nghe những thể loại nhạc nhẹ, ví dụ như là bolero, nhạc trữ tình, và đủ sức choán phòng đến 15 m². Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng nó để bù âm trung cao cho những cặp loa lớn hơn. Và điểm rất hay là cặp này có thể dùng làm loa tay, loa lời cho những bộ hát karaoke. Với một cái thứ trung âm vô cùng ngọt ngào thì cặp này hứa hẹn sẽ là một cặp loa lời làm hài lòng được những dân mộ điệu karaoke. Trở kháng là 6 ohm, loa khá là khỏe đối với những cái con âm ly karaoke gia đình. Các bác cứ đấu thẳng vào âm ly mà đánh cùng với loa chính và không lo bị cháy. Còn khi chúng ta mà đấu vào một cái cục đẩy thì chúng ta phải có một cái phương án khác, đó là cho thêm tụ. Về thùng vách của loa thì nó còn xem xem. Tất cả là zin chất bãi, chưa sử dụng tại Việt Nam. Tất nhiên là phải trừ em ra. Em đã nói rồi, em không được tính vào cái đối tượng sử dụng, mà em chỉ là một cái cầu nối giúp mang những cái thứ này đến tay các bác mà thôi. Thùng thì không bể, không nở. Sứt sẹo thì có, từ lưa thì có, nhưng mà toàn bộ những cái thứ được gọi là sứt sẹo đó đều được em xử lý lại bằng keo 502. Vỏ thùng thì được dán một cái lớp màu đen, qua năm tháng thì nó cũng có dơ đó, em mới lau bụi sơ sơ thôi chứ cũng chưa vệ sinh kỹ lắm. Dây loa thì đi liền với loa và mỗi bên còn dài khoảng 1 m. Dây bên này thì hàng bãi về nó cắt thì em phải nối, may quá nó cắt đến đây, chứ mà nó cắt vào đến đây là nhục. Đây là thông tin phía sau. Sony SSD1, trở kháng là 6 ohm, số seri có đuôi là 4625, made in Taiwan, Sony Corporation. Có nghĩa là cái cặp này nó được sản xuất tại nhà máy của Sony đặt tại Đài Loan, Trung Quốc. Số seri bên này là 4626, như vậy chắc chắn đây là một cặp. Có một quãng thời gian mà Sony sản xuất những cặp loa tại cái nhà máy của họ đặt tại Đài Loan, Trung Quốc. Như cặp này nó ghi như thế này là tử tế đấy ạ, cực kỳ tử tế và cái độ trung thực cao. Trước đây em đã từng dính mấy cái thể loại loa của Sony mà phía sau đít ghi là made in Japan, nhưng mà khi tháo ra nhìn kỹ các củ loa thì nó ghi là made in Taiwan. Nói với các bác là những cái pha đấy đắng không khác gì uống thuốc ký ninh. Đã, không khác gì uống thuốc ký ninh sốt rét. Bởi vì khách hàng người ta nhìn vào cái chữ Japan đằng sau đít đó, người ta kỳ vọng rất lớn. Nhưng mà khi về người ta tò mò, người ta khui ra, người ta đọc thì người ta thấy củ loa ghi Taiwan, và người ta quy chụp ngay là thằng bán hàng đang lừa mình. Tao mua loa Nhật mà, đâu có phải là mua loa Taiwan đâu.
Đó là một cái pha người ta gọi là tình thì ngay mà lý thì gian. Tất cả là do cái thằng Sony chết tiệt này nó này có cái kiểu sản xuất như thế, chứ đâu có phải là do bọn bán hàng bọn em mà làm được ra đâu. Cái đồ hàng bãi của Nhật nó về như thế nào thì bọn em nhập sao bán vậy thôi. Thôi thì nhiều tình huống như thế, trước đây em đã từng có một cái video tháo ra một cái cặp loa như vậy, bên ngoài ghi Japan nhưng các củ loa là Taiwan, và em đã có video làm rõ về vấn đề này. Do vậy là em không bị chửi. Còn những anh em khác mà toàn những cái người mà mới mở mồm ra mà toàn dùng những cái mỹ từ ấy, rồi lúc bán loa mà không chịu tháo cho người ta gặp, người ta xem ấy, về người ta tháo ra người ta thấy Taiwan thì người ta chửi thì phải ráng chịu thôi ha. Cặp này thì em cũng nói thật là em cũng chẳng nhớ là hồi xưa em nhập vào là bao nhiêu tiền, nhưng ngày hôm nay thôi em đưa lên bán chẳng biết lỗ lãi thế nào. Em bán với giá 1.200.000 đồng. Xin lưu ý đây là loa dàn chung chứ không phải loa mini, do vậy đừng có lấy loa mini ra đây để mà so sánh. Cặp này có chất âm khá là tốt, trung âm rất ngọt và cái độ choán phòng của nó cũng tốt hơn khá nhiều nếu mà so với những cái cặp loa mini. Đơn giản thôi, bởi vì kích thước của thùng nó lớn, độ cộng hưởng nó tốt hơn so với những cặp loa mini. Âm bát của nó khá là sâu và có độ ngọt, trung âm thì miễn bàn, nó ngọt như là giọng của những bà vợ của anh em chúng ta mà khi muốn móc túi anh em chúng ta vậy đó. Mấy cái bà đó mà khi muốn móc túi anh em chúng ta ấy thì các bà ấy rất ngọt, thì cặp loa này nó cũng tương tự như vậy. Vâng, 1.200.000 đồng. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin lưu ý địa phương em là đang thực hiện cái chỉ thị 16, phong tỏa khá là nghiêm ngặt để chống Covid-19. Do vậy bác nào muốn mua cặp này thì cứ chốt và chuyển khoản, sau đó chờ đợi. Chừng nào địa phương em dỡ bỏ phong tỏa thì em mới có thể đóng gói gửi đi được. Đây là một cái điểm phải hết sức lưu ý và thông cảm. Nếu như bác nào mà thấy cái tình huống này mình không thể thông cảm được thì nên bỏ qua, không cần gọi cho em làm gì. Trong những thời điểm hiện tại thì là em mong bán cho những người có cái sự cảm thông sâu sắc. Phần trình bày của em đã xong. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.